Dạ, chào buổi chiều cô chú anh chị nha. Con chúc cô chú anh chị có nhiều niềm vui nha. Dạ, buổi chiều hôm nay con quay cho cô chú anh chị xem cái lá non của mây, lá ngọc cành vàng loại 24 nha cô chú anh chị. Thì cái lá của nó nhỏ, nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Màu thì rất là đậm luôn. Màu vàng đậm ghê luôn. Tại vì hôm nay trời chuyển mưa cho nên màu nó không được vàng hung nha. Chứ thường ngày màu nó vàng lắm. Này cô chú anh chị xem nha. Thì cái cây này thì mình đã tuốt lá nó một lần rồi nè. Ở trong nó đen nè, mình tuốt một lần nó mới ra, bây giờ nó bắt đầu nó ra cành nhánh nè. Cho nên khi cô chú anh chị mua về, khi thấy nó già cái lá nó xanh á, bắt đầu mình tuốt nó đi, nó sẽ ra cành ra nhánh cho mình nha. Còn nó nằm lâu lắm, mấy clip trước con có đăng cho cô chú anh chị tham khảo á, để cô chú anh chị nếu mà không biết xử lý cách cho nó nhanh lớn á thì phải lặt cái lá nha. Lặt lá bắt đầu nó sẽ ra lá non rất là đẹp luôn. Rồi để con quay cái tiếp theo cho cô chú anh chị xem nha. Dạ rồi, cây này thì nó lá nó già trước cây hồi nãy con đăng con quay nha cô chú anh chị. Lá nó già nên nó chuyển thành màu xanh này nè. Lá non của nó rất là vàng luôn. Đây này mình cũng lặt lá nè. Mình lặt lá bắt đầu giờ nó ra nhánh quá trời ra luôn. Nó ra nhánh như vậy bắt đầu nó làm bông cho mình nha. Cây này nó cũng có được một lần bông rồi nè. Một lần bông gió. Bữa nay nó cũng ra cành nhánh đây nè. Không biết Tết năm nay không biết có bông kịp không đây. Rồi cô chú anh chị có thích sưu tầm những cái cây giống nhỏ nhỏ đó, để con quay cho cô chú anh chị xem cây giống nha. Dạ đây ạ, là cây giống bữa nay mình lặt lá nè. Nay mình lặt lá nó cũng được tầm 3 tuần trước nè. Bữa nay nó ra lá rất là đẹp luôn nè. Đó, mình lặt lá nó ra lá non rất là đẹp luôn. Những cây như vậy mình bán với giá là 150 ngàn một cây nha. 150 ngàn mình bao phí ship từ 2 cây. Còn những cây nhỏ như vậy nè, nhỏ như gốc nhớ vậy nè ha, thì mình cũng lặt lá nó ra nè. Thì cây này mình bán với giá là 100 ngàn một cây, mình bao phí ship từ 3 cây nha. Rồi cái khi nào nó già cái lá nó xanh nè thì mình cô chú anh chị lặt lặt như vậy nè, 2 tuần hoặc 3 tuần tùy theo cái mầm trên này lớn nhỏ là nó sẽ ra cái lá non cho mình ha. Rồi cô chú anh chị có muốn nó mau lớn thì cứ lặt lá nó sẽ đẻ nhánh nè. Coi cái giọng này nó lâu đẻ nhánh lắm, nếu mà cô chú anh chị là đẻ lặt rồi là nó sẽ đẻ nhánh ra nó mau nè. Như cây gốc nhớt này mình lặt lá nó đã ra nhánh nè đó. Cô chú anh chị có thích sưu tầm giống cành vàng 24 này thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0982692597 nha. Thì ở bên này nó có nhiều cái gốc quái quái đẹp đẹp nè, cô chú anh chị thích về trồng luôn á thì kết bạn Zalo cái con gọi gốc cho cô chú anh chị lựa nha. Dạ rồi, con xin cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ con xin hết ạ.